An ninh Chính trị Nội bộ, Cục An ninh Kinh tế Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Nam đã làm việc với Nguyễn Kiên Quyết, sinh năm 1982, trú tại thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Thưa quý vị, lý do người này bị triệu tập vì đã có bài đăng thông tin không chính xác gây hoang mang dư luận, khiến cho người dân ồ ạt đi rút tiền khỏi ngân hàng SCB. Đối tượng này đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội đăng tải bình luận thông tin thất thiệt gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất an về việc hàng loạt người dân đồng loạt rút tiền tại các ngân hàng, từ đó tác động xấu đến hoạt động của ngân hàng và tình hình an ninh trật tự xã hội. Đây là hành vi vi phạm pháp luật, Công an tỉnh Hà Nam đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Bộ Công an khuyến cáo tất cả các tổ chức cá nhân nếu đăng tải, chia sẻ, phát tán hoặc bình luận đồng thuận với tin giả, tin sai sự thật, tin gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự đều sẽ bị xử lý.